Hyundai Tucson 2023 mới vừa ra mắt tại Úc có những nâng cấp khá hấp dẫn về mặt công nghệ. Cụ thể, trên phiên bản mới, mẫu SUV cỡ C được trang bị dịch vụ kết nối BlueLink tiêu chuẩn trên bản Elite và Highlander. Dịch vụ này áp dụng miễn phí 5 năm đầu với người mua xe mới và có thể chuyển nhượng cho các chủ xe tiếp theo trong vòng 5 năm. BlueLink trên Hyundai Tucson 2023 là một gói dịch vụ tích hợp, bao gồm một loạt các tiện ích hấp dẫn, hỗ trợ người dùng lái xe an toàn và thuận tiện. Một số tính năng nổi bật của dịch vụ này có thể kể đến như thông báo tai nạn tự động, dẫn đường thông qua hệ thống đám mây, tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Hyundai Australia đã tăng giá khởi điểm của Tucson Elite và Highlander 2023 lên 8,2 triệu sau khi bổ sung BlueLink. Cụ thể, Tucson Elite có giá khởi điểm tương đương 653 triệu. Với phiên bản động cơ 2 lít và 6 cấp, có giá 718 triệu cho động cơ 4 xi lanh tăng áp 1.6 lít và ly hợp kép 7 cấp, còn với giá 751 triệu sẽ cho động cơ diesel 4 xi lanh 2 lít. Phiên bản Highlander có giá từ 768 triệu cho động cơ xăng 2 lít, với giá 833 triệu cho động cơ tăng áp 1.6 lít và 866 triệu sẽ cho động cơ diesel 2 lít. Giá xe Hyundai Tucson 2023 bản tiêu chuẩn bán ra từ 571 triệu. Khách mua phiên bản này có thể bổ sung gói tùy chọn ngoại thất N-Line với giá khoảng 65 triệu. Tại Việt Nam, Hyundai Tucson hiện đang được phân phối 4 phiên bản, đi kèm giá niêm yết lần lượt là 845 triệu, 955 triệu, 1 tỷ lẻ 55 triệu và 1 tỷ lẻ 60 triệu so với bên Úc giá tại Việt Nam chát hơn nhiều. Về thiết kế ngoại thất, Hyundai Tucson mới sở hữu một diện mạo mạnh mẽ, hiện đại và nổi bật hơn nhiều so với phiên bản tiền nhiệm, với cụm lưới tản nhiệt táo bạo đi kèm với đèn LED chạy ban ngày. Trong khi đó, đèn pha được đặt trên cản tạo cho Tucson một bộ mặt rất khác biệt. Ở phía sau là cụm đèn hậu, cũng phá cách không kém được tạo hình như những chiếc răng nanh rất hầm hố. Chi tiết này giúp Tucson mới rất dễ nhận diện trên phố. Bên cạnh đó, những đường nét thiết kế mạnh mẽ, góc cạnh trên thân xe trông càng khỏe khoắn và đậm chất thể thao hơn. Tucson được trang bị mâm xe 18 inch cho bản chạy xăng và bộ mâm 19 inch cho bản turbo diesel. Về kích thước, Hyundai Tucson dài 4.630mm, rộng 1.865mm và cao 1.665mm. Xe cũng có khoảng sáng gầm 181mm và chiều dài cơ sở 2.755mm. Tương tự như bản dành cho thị trường Việt, xe cũng có một khoang nội thất phong cách và công nghệ cao. Xe được trang bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay tiêu chuẩn. Các tính năng tiêu chuẩn khác bao gồm điều hòa tự động, ghế ngồi bọc da, ghế sau có thể gập tỷ lệ 60-40, dàn âm thanh 8 loa, sạc không dây và cổng sạc USB. Riêng phiên bản diesel cao cấp sẽ có thêm tính năng cốp sau chỉnh điện và ghế lái chỉnh điện.